quay trở lại với channel của Chính Tài Mobile và anh sẽ trở lại và trở tài nấu nướng cho các bạn thông qua một sản phẩm mà là một lựa chọn rất là hoàn hảo cho những cái buổi tiệc, buổi liên hoan với gia đình và bạn bè của mình. Đó là chiếc nồi lẩu 2 ngăn Ocooker, một cái thương hiệu mà sản xuất những cái đồ gia dụng về đầu bếp rất là nổi tiếng. Và Giả sẽ tiến hành mở hộp và nấu một nồi lẩu nho nhỏ cho các bạn cùng thưởng thức bằng mắt ngày hôm nay nha. Và sau khi mở hộp thì bên trong nó cũng khá là đơn giản, như bao gồm một chiếc nồi 2 ngăn như thế này, kèm theo là một cái dây cáp nguồn. Anh nghĩ là cái này là cái nguồn cũng như là điều chỉnh cái nhiệt độ, tương tự như những chiếc nồi mà lần trước mà anh đã review cho các bạn, cũng tương tự như cái này nè. Và kèm theo là một cái quyển catalog hướng dẫn chúng ta cách sử dụng và một số cái thông số chi tiết của nó. Kèm theo là một chiếc nắp bằng thủy tinh khá là to, và khi mới mở hộp ra thì cái phần nấm này nó nằm ở phía dưới, thì chúng ta phải về nhà vặn ngược nó lên trên để chúng ta sử dụng, tiếp tục sử dụng nha. Và bây giờ anh sẽ nấu lẩu thôi. Và trước khi tiến hành nấu lẩu thì anh sẽ đi sơ lược hơn về chiếc nồi này ha. Thì chiếc nồi nó có cái kích thước cũng khá là nhỏ gọn, và anh nghĩ là bên trong nó có thể đựng được là 4 lít và có thể từ 4 đến 6 người ăn. Và kích thước cụ thể của nó là 400 x 350 và x 156mm. Và cái công suất định mức của chiếc nồi này lên đến 1500W. Thì anh nghĩ với cái công suất này chúng ta có thể dễ dàng nấu sôi nhanh chóng nước một cách rất là hiệu quả. Ngoài ra thì nó trang bị chúng ta một cái phít cắm rời rạc như thế này, thì nó sẽ giúp chống bụi và chống nước một cách rất là tối ưu. Và trên cái phít cắm nó còn trang bị chúng ta một cái nút xoay điều chỉnh nhiệt độ theo chúng ta muốn luôn, rất là chủ động. Và bên trong của nồi được trang bị cái lớp phủ chống dính rất là cao cấp, và nó sẽ giúp chúng ta vệ sinh, chùi rửa rất là dễ dàng hơn cho chiếc nồi, và nó hoàn toàn an toàn cho sức khỏe của mình khi sử dụng. Và các bạn hãy quan sát là bên trong nồi là một cái điểm rất là đặc biệt hơn so với những chiếc nồi trước đây anh giới thiệu cho các bạn đến từ thương hiệu Ocooker, đó là nó có một cái vách ngăn như thế này, cũng là một điểm rất là đặc biệt. Và các bạn hãy nhìn là cái vách ngăn của chiếc nồi này nó không hề gò gỉ giữa hai bên đó, anh cố tình để một bên có nước và một bên không có nước cho các bạn quan sát là ở bên đây nó không có bị gò gỉ nước từ bên đây sang bên đây. Và ở phía ngoài nồi thì các bạn thấy là nó được phủ lên một cái lớp sơn. Lớp sơn này nó giúp chống gò gỉ cũng như là cách nhiệt, cách điện rất là tốt, giúp cho chiếc nồi có một tính thẩm mỹ cao hơn. Thì bên đây là cái phần để chúng ta tiếp xúc với cái phần phích cắm, thì cái thao tác lắp ráp rất là dễ dàng đó. Ngoài ra thì cái phần nắp thủy tinh mà chiếc nồi trang bị chúng ta là ở bên phần viền của nó được viền bằng thép không rỉ luôn, và một cái lỗ thoát hơi rất là xịn sò như thế này. Và bên trên là cái phần nấm bằng nhựa, thì cái phần nấm này nó sẽ giúp chúng ta không có bị bỏng hoặc là bị nóng khi chúng ta sử dụng. Và bây giờ anh sẽ tiến hành nấu lẩu thử cho các bạn cùng xem ha. Thì anh sẽ dùng một bên là nấu lẩu chua, một bên là nấu lẩu ngọt. Rồi. Và bây giờ thì mình đã đổ nước vào hai bên, thì do một bên là anh nấu lẩu ngọt và lẩu thái, thì anh coi cái số lượng nước, thì một bên ít nước và một bên nhiều nước, thì anh sẽ đổ một bên ít một bên nhiều ha. Và anh cắm cái phích điện này vào, sau đó chúng ta kết nối với cái nguồn điện và chúng ta điều chỉnh ha. Thì khi kết nối nguồn điện thì ở đây nó có một cái đèn màu đỏ xuất hiện ngay cái vạch này, chúng ta điều chỉnh ha. Thì đây là cái nhiệt độ nhỏ nhất, đây là nhiệt độ cao nhất nè. Đó, thì anh muốn nước sôi nhanh thì anh để cho nhiệt độ cao và anh đậy nắp lại cho nó nhanh sôi. Khi nước sôi rồi thì chúng ta phải đổ cái phần lẩu này vô ha, ta pha vào. Thì do anh ở studio cho nên anh dùng lẩu pha sẵn. Các bạn thấy là mới vừa đậy nắp thì cái nắp nó đã có một cái hơi nóng, kiểu như cái hơi nóng đó, nó sẽ tích lên cái nắp này khá là nhanh. Thèm quá. Và nước cũng đã sôi sau khoảng tầm 5 phút thôi, anh nghĩ là vậy. Đó, và bây giờ anh sẽ đổ nước lẩu pha sẵn vào đây. Rồi, anh sẽ đổ cái phần lẩu thái ở bên nhiều nước hơn. Wow. Wow, ngon quá. Và chúng ta hãy chờ cho nó sôi một tí nữa rồi chúng ta bỏ đồ ăn vào nha. Chúng ta đẩy, tiếp tục đẩy nắp lại. Wow, và anh đã thấy nước đã sôi rồi. Và do điều kiện không cho phép cho nên là trong nồi lẩu nó không có nhiều
củ cải hay là cái gì hết, và nó hơi soi cho nên anh sẽ hạ nhỏ lửa lại một tí nha. Thì hạ nhỏ lửa cái nút này nó sẽ bị mất cái màu hồng à, đến khi nó nóng lại thì nó sẽ mở màu hồng lên. Và anh sẽ hớt bọt ra, khá là thơm. Và các bạn thấy là hai bên nồi lẩu nó rất là riêng biệt, và cái không gian để chúng ta nhúng rau hoặc là cái gì đó cũng khá là rộng rãi. Và bây giờ anh sẽ đổ đồ ăn vô đây nha, thì mỗi bên một ít nha các bạn. Xong rồi, anh vừa bỏ đồ ăn vào nồi lẩu là rất là xong, nhưng mà anh cảm thấy nó rất là thơm. Bây giờ cái việc cuối cùng của mình á là mình chỉ cần nêm cho vừa ăn, sau đó mình bỏ mì vô, bỏ rau vô rồi mình ăn thôi. Để nắp lại, chặn lửa lên. Wow, và chờ khoảng 5 phút thì nồi lẩu đã sôi như thế này rồi. Bây giờ anh sẽ tiến hành hớt bọt và cũng như là để mì vô cùng thưởng thức cho các bạn cùng quan sát nha. Và các bạn thấy là cái không gian để chúng ta nấu cái phần lẩu này á khá là rộng, khoảng 4 người đến 6 người. Giờ anh sẽ hạ lửa nha. Rồi, bây giờ anh sẽ bỏ mì vào nha. Khá là nhiều đó các bạn. Anh thấy là cái nồi lẩu này có thể chứa được khá là nhiều. Rồi, và bây giờ các team mình cùng ăn thôi. Và hiện tại thì các bạn thấy là chiếc nồi lẩu này với một thời gian khá là ngắn chúng ta có thể có được một cái nồi lẩu như thế này rồi. Và một chiếc nồi này chúng ta có thể ăn từ 4 đến 6 người. Và hiện tại chiếc nồi này đang phân phối tại Chiếm Tài Mobile. Các bạn có thể đến ngay với Chiếm Tài để chúng ta xem kỹ mẫu mã hơn, cũng như là cái cách hoạt động của nó như thế nào. Và mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả video để chúng ta biết thêm chi tiết và giá thành của sản phẩm, thì anh nghĩ nó không quá mắc đâu. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bây giờ anh sẽ ăn lẩu đây. Nhớ like và subscribe channel của Chiếm Tài Mobile nha.